ST ngoài những việc mà can thiệp vào những cái chuyện riêng tư của Ninh Dương Lan Ngọc thì trong nhóm ST còn can thiệp vào ai nữa hay không? Dạ không. Không. Phản đối là bởi vì Ngọc Trai vẫn chưa đi chơi chung với lại những mối quan hệ khác của ST. Và bản thân tôi đã đi rồi, đi rất nhiều và có rất là nhiều người khác. Và ST cũng tỏ thái độ quan tâm như vậy. Có nhiều lúc mình cũng hơi ganh tị một chút xíu, là tại sao khi mà mình ở trong một nhóm bạn khác của ST thì lại không được nhận sự quan tâm đặc biệt đó. Bà rảnh nữa. Bà rảnh. Ủa sao mình... Cảm ơn em Ngọc ơi, mình có tính vấn đề rồi. Mình có tính vấn đề rồi em. Nói cái gì cũng tán của mặt mình không à. Tán vô mặt mình à. Cảm ơn Ngọc. Em sai hả? Nhưng mà không có sai. Bà đúng hết hoàn toàn. Bạn có sai đâu. Em chỉ muốn kể chuyện giao lưu với mọi người. Mang ơn nhiều lắm.